có bày ra cho sư phụ nữa, chứ hồi trước cứ bày hoài à. Rồi bày nhiều khi sư phụ đã ngán lâu rồi, nhưng mà tụi nó tới nó ăn rồi đâu biết ai ăn đâu. Thấy ngày nào cũng hết trơn hết rồi, nó cứ bày nữa. Sư phụ dòm không muốn dòm nữa. Đồ đạc mà khiêu vũ cũng vậy, để trước mắt sư phụ cũng không rờ, mà có dòm, không có thèm khác gì, chắc muốn chết. Còn sư phụ muốn bận được sướng quá, ngày nào bận cũng được vậy. Còn muốn nhảy đầm mà kêu ai điện thoại tới nó bay tới nó nhảy liền chứ. Nhảy lén còn sướng hơn, mà có mùi vị hơn, cần gì mà phải mà nhảy công khai để cho người ta ta quay phim rồi người ta chửi mình á. Bộ ngu sao không biết, ngu sao không biết người ta chửi thầy tu nhảy đầm, người ta chửi chứ, phải không? Mà mình Phật Bồ Tát biểu làm sao làm vậy chứ, đâu còn cái tôi nữa, đâu còn cái tôi mà để cho người ta tôn trọng, người ta kính nể, muốn làm gì mà lợi ích cho người khác làm, phải không? Để cho mấy người mà đẳng cấp thấp quá không có trí huệ, người ta ra bớt đi, đừng vô truyền tâm ấn mệt nhức đầu. À, rồi để mấy cái người mà đồng tu mà không có đủ đẳng cấp mà lỡ vô rồi đó, mà sư phụ không có, mà cái lúc mà truyền tâm ấn chung mà sư phụ đâu có phân biệt người nào đó nhận hết, nó tự họ tự động họ gia, thấy chưa? À, nó là nó như vậy, sư phụ thèm khác cái gì? Còn có thể nói sư phụ thèm này kia, tại cái đồ ăn cái đậu hũ mà khô đó là nó ngon, có thể nói. Còn cái gì ớt mà cũng thèm, nó từ nhỏ sư phụ sợ ớt lắm. Mà có lúc có mấy đồng tu Việt Nam qua đó, trời, ngày nào không ăn ớt, ăn thôi mà miệng nó mồm lửa trơn hết trời, cổ nó rác hết trơn rồi, rồi nó nóng tới 2-3 lần, nó nóng trên này rồi nóng dưới kia nữa. Mà cũng phải ráng ăn hoài à. Rồi có mấy người đồng tu về mất tiêu rồi, sư phụ cũng không đụng tới nữa, không đụng tới ớt nữa. Có hiểu không? Nhiều khi nó ăn không được, nó cứ năn nỉ sư phụ bắt cho nó hết cái bệnh nó đi, làm sao sư phụ làm được? Những cái chuyện này là chuyện tiền kiếp của nó đó, nó không ăn sư phụ phải ăn chứ. Còn nữa, hồi trước sư phụ đi cái thăm đồng tu cái bà kia đó, bà đã ăn chay rồi đã có bộ khép mình lắm rồi hả, còn nhịn ăn nữa, mà người đâu phải mập mạp gì lắm đâu, mà không biết sao cách gì mà không biết cái đầu óc nghĩ sao mà cứ nhịn ăn tối ngày không có dám ăn gì hết. Rồi sư phụ tới nhà bà ở đó, kỳ cục, từ đó sư phụ đâu có biết đói là cái gì, tới nhà đói liền lập tức. Cái thứ mà sư phụ không thích ăn nhất, tới đó ăn nó cũng ngon nữa, mà cứ thèm hoài. Ngồi đó mà tối ngày cứ nghe cái bát đĩa chén bát nó đụng dao đụng thớt hoài. Sư phụ nó kỳ quá, đâu có ai nấu nướng gì đâu mà cứ nghe đụng dao đụng thớt chén bủa rồi tùm lum trong nhà, lộn xộn hoài vậy. Sư phụ mới nói kỳ cục. Thí dụ như bánh ú bánh ít gì đó, sư phụ hồi đó giờ đâu có thích ăn, nghĩa là từ ngày mà tu hành đó giờ 10 năm đâu có thèm ăn đâu, ăn là lâu lâu ăn bữa vậy cũng không có thèm gì tới mức đó. Trời, tới nhà nó cái gì cũng thèm, hủ tiếu, mì, bánh ú, bánh ít, cơm rang, cơm nguội, cơm nóng, cơm cháy, cơm khét, cái gì cũng thèm. Mà thèm nó thèm chịu không nổi vậy đâu, mà ăn rồi cũng thèm nữa, ăn rồi thèm nữa. Rồi cứ nghe chén bát khua đập thớt đập dao hoài, không hiểu cái gì à. Lâu quá rồi đi ra khỏi nhà nó hết thèm. Sau này mới biết ra là bả nhịn ăn. Trời, rồi ngồi đó đói hoài rồi để cho sư phụ nghe được cái bầu không khí đó, hiểu không? Chứ đâu phải sư phụ cái bằng ngã quỷ đâu, tự nhiên đi tới nhà nó có thèm mà đi tới nhà khác đâu có thèm dữ vậy, hiểu chưa? Sư phụ xua sang nó kìa bị rủ nồ bên chi nó kìa thải tông là sư hậu chú dây cái sư trẻ là cha mà hú đàn trên sư mà tôi chỉ hoan sư à, ôi chơi bu chỉ hoan sư ở tôi chơi nó lý sư mà tôi chỉ hoan sư miền miền theo xi phan tông phan nó khảo châu đồ phan nó cái trông dừa sư mà trông dừa chén dừa hậu dừa sư mà tôi yêu chứ. Chứ hoàn là hãy sáng chứ. Bần lại nó cái trông dừa chạy phình đông tớ tạo, ô bú sáng chứ nà chê là xin ra nì mê nhì chứ tạo trông dừa mấy chứ nà là ô tố bú chứ y khấu y bú chứ. Bây giờ mấy bánh ít bánh ú đem lại sư phụ không có cắn một miếng cũng không cắn nữa, chứ đừng có nó mà thèm ăn, hiểu chưa? Từ đó tới giờ vậy, bây giờ cũng vậy thôi à. Nhưng mà bữa đó thèm muốn chết vậy đó. Đã cho bằng, vốn là cái bánh ú này cho học trò rồi lại đó cái dành ăn lại của nó à. Ô chi tớ nó cái trong dự trọng phiền đông tớ tao, ô chứ bú sẵn sư ở trái gầy thống ủ mà. Nó cái dầu thống ủ khai sơ mà. Yô ủ chân lý bú hậu y sư kênh ta chân huy lại sư ấy. Chân lại sư yô bú hậu y sư. Khăn ta bần lại sư tha nè mà, nã lý nã chú lại sư. Yô bú hậu y sư sở bú tớ gầy tha y khoai. Ô, chân lý sở bú tớ. Là hậu chay nà bên y sư thinh dầm o. Quán à, khoai à. Sự mà thang rửa chai nó bên khóc khóc khen khen lan khen lan khen chân thiên chai rửa răng hậu. Hậu sang nhiều lớn chai nó bị sư dùng tàu rửa. Nông chai nó cái chai bắn à lì. Chí quá mấy lớn chú à. Chú mới chai rửa. Ôi sư chống sang bên sao lại sư quan trả mấy lớn à. Chú mới chai rửa sư xin tao còn thính nó cái sư nghìn à. Hậu lại rồi răng hậu lý khai ra là chai hậu.
吃什么都不好吃了。啊，那同屋你记得哈？他们又买粽子了一大堆，认为师傅好喜欢，都动不动哎，离开他的家以后就不想了。奇怪，刚刚饿了要命，怎么出去就不想呢？刚刚跟那个同屋挣了那个一个粽子、啊，他如果知道师傅多喜欢，他一定通通贡献。不过我从来没有饿过，从来没有嘛想那么吃那个粽子，想到这个程度，所以我自己感觉到不好意思了。如果真的同屋他知道我多喜欢那个，他一定不会感觉到怎么样，他就很高兴给而已，因为通常我们会有嘛，懂不懂？就是我真的太饿了，我自己不好意思了，吃那么好吃，从来没人好吃过，我感觉到好害羞这样子，好像他可以看透我的心，所以我才不好意思，听懂不懂？我从来没饿过这样，粽子我就不动了，你们买很多，后来出去离开他的家以后，他们都认为我很喜欢吃粽子，我是同屋跟他们讲什么，买了一大堆，我根本连看不看了，听懂不懂？刚刚饿了要命，怎么连现在那么多东西又连看你不看呢、啊？是不是奇怪的？同屋你记得哈？还好有证人啊，我不是说妄语。我跟翁台呢讲来，翁台师傅那老铁爷，mới ở trong nhà nó đói muốn chết, bánh chưng mà cho hắn đó, rồi thấy đói quá, thèm quá, lấy lại ăn đại, à, ăn rồi coi kỳ quá, cho nó một miếng. À, tại vì lẽ ra nếu mà nó biết sư phụ mà thèm tới mức vậy, nó không bao giờ nó nghĩ rằng cái gì mà kỳ hết á. Sư phụ ăn được nó còn mừng nữa. Nhưng mà sư phụ bởi vì cái mình cảm thấy đói quá, thèm quá, cảm thấy mắc cỡ hay không? Tự mắc cỡ với chính mình, tôi bây giờ đâu có bao giờ đói như vậy bao giờ. Mà đã cho nó rồi, tại vì thường thường sư phụ cũng có ăn cái này, thành ra ai cho gì sư phụ cũng cho học trò liền. Cho luôn dành lại ăn có kỳ quá, nó tự mình mắc cỡ lương tâm cán rứt. Chứ đưa cho nó một cục vậy đó. Mà con đưa tiếc là mà nuốt nó miếng lầm á. Niệm anh tôi tổng ủa chẳng của gì mà ha, anh em vô dương phản gì ha, có hiểu không? Thành ra sư phụ nó không biết sư phụ thèm tới mức nào, tại vì nó ứng bên ngoài, mà sư phụ tự biết lấy mình không bao, có bao giờ thèm tới mức vậy đâu, cho nên sư phụ tự mắc cỡ ha? Quá mắc cỡ đi, không có nuốt hết được, có đưa cho nó một miếng. Chứ lẽ là nếu mà nó biết sư phụ thèm tới mức vậy, cho hai ba cái nó còn đưa hết, tại vì lúc nữa là mình cũng mua được chứ. Đối với cái người tạo mà bánh ú đâu có gì quan trọng đó. Ngày nào cũng có người cúng dường, cần gì mà phải dành với sư phụ, phải không? Mà tại sư phụ tự mình mắc cỡ, thấy hồi đó đâu có đói tới mức vậy mà nó có thèm tới mức vậy mà ăn bao nhiêu cũng thèm, mà cứ nghe đũa chén động tùm lum. Quý vị có hiểu không? Tại sư phụ đồng một thể mà, đệ tử nó khổ rồi sư phụ cũng khổ, tại nó quý vị sướng là sư phụ sướng, vậy đó ha. Làm gì quý vị vui là sư phụ vui, để cho nó thèm quá nó chết đâu nhắm mắt được hả? Hồi xưa người mình thống gì thì mà lúc đó mình cao xin rồi cho hơi khoai lợ, nếu mình thông vụ tôi hơi chứ đạo số yếu chua cho mình dặn đó là mình khoai lợ cho họ là bố quán của chứ chỉ sĩ hoan bố sĩ hoan đấy của chứ chỉ ở dễ như phổ phụ ra chứ sự của chứ chỉ cân vũ trụ nó cái ý chỉ công chỗ họ hỡi cho chẳng bố sư cơ đơn là quần tí nhé. Tất nhiên, tôi có được đi phong có được công chỗ bố sĩ hoan à, vì chúng ta có sự 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 cái niệm cũng có à, chúng ta có thói quen cũng có, tôi không phải khi thành Phật rồi không có thói quen, tôi quên đi cái cái niệm, ai có à, không có chướng ngại à, không có không thích thì không thích, Phật phụ họ chỉ là làm, họ vui thì tốt, nếu họ đau khổ à, tôi cũng không chịu được, ăn được thì tâm không chịu được, mắt không mở được, họ quá khao khát, quá muốn, quá gì vậy, cái thèm khát nói sao? Khởi quan hả? Thêm phát cái khởi quan, khởi quan. Thay khởi quan à, đồng bộ đồng. Nếu không mặn chú ta ý tiền, nếu như trang sử đó, ta sâu bù lẻo à. Nó nói ta sử rồi, yếu xin sư vui lẻo, yên xin bị bù sang. Ồ, đai bù sang chứ, chứ mà bạn. Yêu chạy hồi lại à, sư bù sư? Hồ, no, thank you. Bù yào lạ. Linh cờ xin xin sâu khú, rồi hồ, y chí chậu à. Tấn xa, tấn ta, chạy hồi lại la ta, ồ, chứ chí yê khú. La ta, lại là tha ý cái đứa này cái đứa này bây giờ xong hãy ở chinh chi tha chinh chi phóng hiểu tha xin chô đầy trang tha xin chế đầy huyền à ý chí nông nó hoài hiểu lấy hoài lần à bố giáo lạ nhưng mấy người đó không cho họ khắc vọng họ thèm khác không cho họ mặn cái lòng của họ rồi họ chết rồi gì nên họ không nhắm mắt rồi kêu họ lên Tây Phương họ còn xuống Đông Phương à rồi sư phụ phải vì một hai người đó rồi leo xuống nữa
kéo nó lên nữa, mà kéo nó mình nó ông nói gì thì lẹ đi. Nó xuống rồi nó còn gây nghiệp, gây chướng ra, rồi nó còn quen người này người kia, kéo cả đám nữa là mệt muốn chết luôn á. Xuống này dính luôn. Rồi kéo mấy cái người đó lên rồi có hai ba người rớt lại nữa rồi chạy xuống nữa. Mà chết. Hiểu không? Ý của la tha ý cái đó hay cái gì? Hồ sư tha xin chào thì lại về chẳng hồ sư chế duyên hay khơi. Quá như nó sẽ chế duyên là nó vô ý liền cứ vô chạy theo xa lại. Nó vô chạy xa chi. Thế nào có đồng? Ủa lây hoài rồi nè. Sẽ giao cho dòng đồng gì? Sư bây giờ? Tha cân này chế duyên chứ cân này chế duyên là bia đâu phổ bù ra chịu bù lẹo à. Thiên đồng. Nếu người nào mà có duyên với Phật Bồ Tát nào, người đó độ, mấy Phật Bồ Tát khác độ cũng được. Có hiểu không? Thí dụ người nào mà mê anh thì anh cưới mới được, chứ còn chị em của họ đâu có thay thế được đâu. Hiểu chưa? Hoặc là em bà con của anh cũng đâu thay thế được cái cho đi cưới cô đó, cô cũng đâu có chịu đâu. Phải không? À, thì cũng giống vậy, Phật Bồ Tát có duyên với ai người đó độ. Hiểu không? Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật quyền đi như vậy mà không đâu độ được mấy người kia đâu. Độ người nào có duyên với ngài mà thôi, hiểu không? Sang Sư Cha Mâu Ni Phật Sư Cha Hằng Tha bố nâng tu thông thông rồi nâng cái in đùa chứ tu cân hai dầu duyên rồi nữa dễ xua phổ bố tu ủ duyên rồi nữa. Thông nhang hả? Ôi bố nâng liễu kể bia rồi. Sang nì mình liên ai sử mô rồi chứ dù nì mình cân sĩ hoan nâng cái rồi bia rồi thi tay bố lẻo à? Sư bố sư? Tha chinh chi phong yếu tha thờ mẹ mẹ chế chế bố luân rú hở bố luân hô sư tha thờ sông tì chế mẹ bố luân tố phèo lèng bố yếu trái hoa nì bố sĩ hoan chứ bố sĩ hoan à? Hả? Thi tay bố lẻo à? Lẻo cái bố? 就是这样赶宽的艺术了，所以在麻烦呢，宁可现在苦啊，通通度光啊，不要再回来麻烦。呢，一是结，一是结缘结，结不了；一是就抓别人。啊，早上，那你我嘛，那节目听懂吼？我说，叫你们去睡觉，我讲了一个小时。不过可以算一半个小时而已，因为一半越南话嘛，我自己讲自己翻译啊。 现在我要翻译的钱呢，个电通也车服掏啊，电电的忙我掏，嘛电翻译费也费费得啊，哪天个包邮不要，某个邮啊，而每一分钱某天包邮不要，啊20 đồng mà phiên dịch mà first class呢，20 đồng 20 đồng 20 đồng 20 đồng 19 đứa 2000 hả, ố đủ 20 đồng tức là 4000 chứ. 400 vậy cũng được, mua vé máy bay đi qua mấy cái nước gần gần đây. Ra để cho đồng tu biết là mình đừng có nghĩ rằng mình đi qua thăm sư phụ lợi cái gì mà lợi cái gì hết trơn. Mỗi lần đi thì là sư phụ cửa nghiệp và chữa bệnh cho mình đủ mọi thứ hết. Sư phụ cũng có nói mà đâu ai tin đâu. Cái chứng minh đó là hôm đó sư phụ có ông xã cho mà câu chuyện đó là con cũng không ngờ nó xảy ra. Ông xã con họ sư phụ nói ăn thì gói cái độ mà lông vàng da vàng giống mì luôn, mềm mũn như mì luôn, hết có gì hết lực lượng hết hết sức. Cái ông xã về tới Mỹ được 2 tuần thì cái hôm đó ổng ngồi thiền, ổng cảm thấy trong cái bụng ổng nó rào lên dễ sợ luôn. Ổng mới ông tưởng là ổng không được, ổng đi vào, ổng đi vô trong đầu tiên, ổng đi vô trong đó thì ổng ngồi sao cũng không có đau bụng, thì ổng không biết cái lực động lượng nào thúc đẩy ổng, tự nhiên ổng tới ngay cái xương giữa mặt, cái tự nhiên cái miệng ổng hả ra thì trong đó ổng ói ra ba cái máu đặc của cái sư phụ mà đen và một cái sư phụ. Thì ổng hết hồn luôn, ổng biết tại sao. Thì ổng mới nhớ lại cái câu chuyện cách đây 11 năm lúc mà ổng ở bên Philippines đó sư phụ. Ổng bị cứu cho một cái người đồng hương, tại vì ổng đó có 4 con mà ổng lỡ hái trộn một cái dừa mà từ Philippines nó từ ba đêm Philippines đó sư phụ nó bắt được ổng, nó bắt được cái người trong nó báo từ Philippines. Thì ông xã con ổng tình cờ đi hái củ đi ngang qua đó, ổng mới thấy trời ơi, nếu mà ông này mà ổng bị từ ba đêm nó đánh á thì ổng chết. Ông ốm dưới ngọn bệnh đó, mà bảo là 4 con ăn đi. Thì ông xã con nghĩ tới nửa lượng đó, thì ông chịu luôn. Cái ông nói, tao hái trái dừa đó, thì 5-6 thằng ta đi uống. Uống nậu. Dạ, còn ông lại trong góc vườn, nó uống nậu tắm xuống, mà nó uống nậu xỉu luôn. Thì ông
xã, con ông về nhà, con ở thành nội thương á, người nội thương. Thì ông nói anh không chịu thì chỉ có thằng nó chết thôi. Thế là anh cho xuất viện, anh có con có cái thì thôi anh lỡ đau bụng thì cũng không sao. Thì cái câu chuyện nó 11 năm rồi mà ổng làm như con người ổng cũng hơi ngật ngật ngừ đó ha. Mà mỗi lần ông gặp sư phụ là ông thấy rồi là sư phụ chữa anh cái tiếng này hết, chữa anh tiếng kia, mà ông biết ông với anh có thể nói với sư phụ đó, sư phụ nói cho ông về nói ra đâu, ông đi gặp khỏe mà ông học hào ra sư phụ, ông nói em ra nói sư phụ cảm ơn sư phụ, thì đi về ông khóc, ông nói cái gì con cũng dành thân trước ông. Ông cho ông đi. ông nói con tình ông cầu xin mà ông được đi, ông ra nói sư phụ, ông nhớ sư phụ. Thì mai mốt đổi lại ha. Ta đổi nữa có đạo đức mình không đổi dành hoài. Đấy. Như ta xưa ta xin sông mà chứ sư phụ nâng chú ạ. Chào ta thay thay quá chú cản chí sư phụ ạ. Nhưng mà chứ sư phụ chú ta ý mình chàng sư. Bình thường à, ta mấy sư khăn đào sư phụ ạ, tự chí cảm giữ đào nó linh hoài cái bình cho bị cho hảo. Tức là mỗi lần gặp sư phụ cảm giác như là một cái bệnh khác nó đã bớt rồi phải không? À, cứ mỗi ngày cứ bớt lần vậy đó hả? Mà tự ông không biết thôi, người ngoài không biết. À, thá chứ chỉ bình luận chưa tao thì biết luận chưa tao. Duyên cư sư chơi rằng à, thá mình tan nan miệng đợt sự phải là ở trại tị nạn không? Lúc ở trại tị nạn à, tại nơi cái Philippines nan miệng yến đợt sự hậu, có phát sinh một cái sự tình là dạng như, có một cái Việt Nam đợt nan miệng à, thá chứ chỉ thay khờ vọng à, mấy có tiền à, cho thâu nã một cái dễ chữ, hả? 然后被那些警察被那个海军抓到，偷拿一个椰子，然后他那个先生也在场了，他看那个人身体很弱小了，又常有病，在那渴望那个椰子。 没钱买嘛，偷偷拿一个，他看那个人有身体弱病，又有四个小孩子，他看如果现在这些海军打他的话，一定他的活不过去了。那个四个小孩没人养，没有爸爸，所以他自己承认说这个是我拿的。然后那些海军呢，当然绑他起来呀，打他一塌糊涂，打到那个意思说他昏倒了啦。 吐血这样，有内伤很多，病很多种。那天好几个那个那海军他们很壮，这样绑他起来，在那个耶稣那边，好意思打，一次打，那谁受得了嘛？然后回去跟他的太太，他有病啊，爬回去了。太太说：“你为什么这个样子？”他说：“你为什么替人家那个认罪呢？他说我看他那个人很弱，如果打几块就死掉了，要有病了。那身体又有四个小孩，没有小孩子，没有人养啊。” 所以我就替他那个给人家打了，因为我是比较壮啊，如果被打有病还可以有希望，那个人一定活不过去。所以从那个时候，他身体病状比较多，每次看到师傅也好像病的小了一样，小一样，他是他本人身体知道，没人知道啊。那上一次回来就跟嘛，师傅跟他开玩笑说：“你吃面太多，你身体很像面条一样。” 啊，回去就忽然间有一次感觉到身体不舒服，那个肚子已经怎么好像有人刮伤什么东西啊，就跑，好像有什么力量拉到他，本来他认为肚子痛拉肚子想去上厕所，结果奇怪，厕所又不往那边去，一次往那个洗手那个帘地方洗脸那个盆那里去，还来那里，然后就吐出来那个伤口那很黑的很脏很那种味道的那个水啊。 从那一天他就身体不一样了，红出来了，这样子。现在不像绿绿，不像面条了，啊，所以他特别告诉他太太来感谢师傅，因为他感觉到每一次跟师傅就不一样。这次师傅特别强调他吃面太多，像面条一样，身体壮不起来，绿绿的，黄黄的，讲黄毛了。我跟他讲，这次回来身体都红了，这样子吐血了以后，那个就不一样了。所以这次他太太来这里看师傅，他在那边哭了。 他说他一睡药酒，里面他又不能看，每次太太都抢了过去看师傅，哦，这样子的话最少跟师傅谢谢一声这样，就他一命这样子。我说以后那这样子以后你就还那个给他轮到他过去了，给他一个机会。他说很难给，这个舍不得给呀、啊。他说他不是不喜欢，就是好难啊。
舍不得，就是这样，这个故事是这样，哎，嗯，好了哈，啊，也好了哈，啊，có cái mặt có giống cô hồn nhưng mà sao mà có lòng từ bi quá hả? giống tay anh chị quá hả? Sư phụ thấy mặt cô bộ như vậy nhưng mà thân thể yếu, có mặt để râu được cô dữ lắm nhưng mà thân thể yếu ớt à, yếu xịu à. Sư phụ xua tha khăn gì lại liền cho bị cho lý chi tờ tham sai xuyên sơ mà yếu hú từ nó kìa, thẳng thẳng liền chấn nó kìa. À, ông số khăn gì hẳn sang nó kìa, lão ta ta cơ gì vậy mà chế quá xin để mình nó mà xanh lẹ mà không sao. Ở đây khăn gì lại chế rằng hẳn xông bố quá sân thị hẳn suy rùa. À, xin sẽ hỏi chỉ lại là ông nặng chứ chứ hồng là thu sửa gì hồ sân thị hẳn tròn hẳn hồng, ta xua chàng. Ta xua hẳn ai sư phụ à, ta xua ta xin sẽ hẳn ai sư phụ à. Có yêu cho ông à? Sư phụ biết à, thấy mặt xanh xanh à, đi đứng như chậm chạp à, có bây cái giờ, mặt có bây giờ ông sạch sẽ lắm sư phụ, ông cắt tóc ngắn ông hết rồi không ông nói ừ. Sư phụ rửa nghiệp hết rồi bây giờ bắt đầu phải sạch sẽ trở lại. Đó sư hiện tại ta chưa chỉ nó cái thấu vải về chuyện toán toán là hình căn chín nè, hú sư về chuyện nè. Ta sư sư phụ hiện tại chỉ về trang căn chín nè, ta bắt đầu về chỉnh lý à, chỉnh lý ngoài miệng, ai. 那有精神就来嘛，我自己想照顾自己，不然业障，我是病的时候，真的自己懒得做哎，是不是衣服也懒得换那种啊？会的，tức là cái lúc mà cái tinh thần mình nó không có được khỏe, không có vui, không có yêu đời đó, không có muốn săn sóc gì cho mình, râu ria không muốn cạo, tắm rửa quần áo không muốn thay, không muốn xe xua gì đó, tại vì nó cái tinh thần nó không có, cái sức sống không có hiểu không? Cái lè nhè quá vậy, ngày này qua ngày kia như vậy, bây giờ cái khỏe rồi đó, tự nhiên cái lên tinh thần á. Cảm thấy ở mình còn trẻ quá thôi, cậu râu ria rồi tắt tay rồi nó cho đẹp chút vậy đó, hiểu không? À, yêu đời đó, à, yêu đời trở lại. Tội nghiệp ha, người nào, mỗi người có một cái khổ khác nhau à. Nói không ra thôi, nhiều khi không biết thổ lộ cho ai đó, người nào cũng có tâm sự, một bầu tâm sự. Ủa sao mấy cái đứa đó tha cho chị là khổ chung à? Chứ sao dù sao ta chẳng bước xuống lại, bước xào được kinh sẽ xua. 我说他自己表达不出来，这样每个人都有他自己的闷的苦衷啊。啊，我自己也有苦衷，讲不出来。师父公哥个宝胆舍过门，我别讲出来嘅啊。嗯，你可以给叫他挂碍啊。cái lúc mà quý vị đau khổ vậy, sư phụ nhiều khi cũng bị cái áp lực dữ lắm chứ, cũng khổ như quý vị, cũng cảm thấy giống y như quý vị à. Cũng đau khổ, cũng ấm ức, cũng muốn chết đó chứ. Nhiều khi có ai mà người nào muốn tự giận, nhiều khi họ cầu nguyện tới sư phụ cũng cảm thấy muốn tự giận, nói cho quý vị biết. Nhưng mà sư phụ biết là cái này là nghiệp. Còn cái người kia họ không biết, nhiều khi họ tự giận thiệt, vậy thôi. Nó khác là cái chỗ đó. Nhưng mà cái sức đau khổ, cái sức đèn ép nó cũng giống như nhau. Trong cái lúc đó giống nhau, hiểu không? Hồi xưa giờ sư hô, 我自己也有压力啊，不是没有啊。比方说你们痛苦的时候，你们想做什么事情有痛苦，我自己有感觉啊。所以有一些人他自己外面相信师父的，比方说不应信的徒弟是这样，他想自杀，然后自己求师父啊，我自己也感觉到一样痛苦，我自己也想自杀。不过我自己本人知道这个业障，是他那个人不知道而已，所以他也许自己做，他自己做，也许我不做，懂不懂？我还有那个。一点力量而拉我而来，就知道而已，懂不懂？就那个人不一样而已，听懂不懂？师父意思啊？而痛苦一样，那个时候两个痛苦一样，我感觉到跟他一模一样。也许他好了，我要感觉到跟他一模一样。那个时候那个刹那，或是那个时间呢、啊，不差别、啊。不过除了想自杀那种感觉哈、啊，那种压力，还有别的压力，所以比较重。他只有那个而已。听懂不懂？有时候同时有很多人要不同的东西啊，或是成分不同啊，那师父那个压力比较多。不过感觉他不怎么样，因为如果一个人真正的忍受那么多压力的话，本来普通人受不了，光那个自杀的那个精神一个而已受不了，何况别的压力也一起来呢？所以师父还比较有一点力量啊，听懂不懂？意思说同时可以忍耐很多不同的压力。
就普通的人光一个压力已经受不了这样子，听懂不懂？所以看那个比较的话，就说师父比较有力量，那有佛菩萨加持力比较多，不然的话光一个压力已经受不了了，何况同事那么多压力，懂吗？所以这个比分比是比较小了，比方说看起来好像他压力，他压力一个人受不了，怎么师父又受得了，就也许在师父到师父身上都比较减少。 也不是这样子，因为师父忍耐力量比较多。 像小孩